một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, trong khi thế giới lây lan dịch rất nhanh, thì lại có một tin buồn. Đó là các khoa học gia ở dưới nước Nam Phi, họ nói rằng là nghiên cứu của họ trên rất nhiều ngàn bệnh nhân cho thấy vaccine AstraZeneca của Anh, của Đại học Oxford đó, không có hiệu quả trên biến thể của Nam Phi. Vì lời tuyên bố này cho nên là nước Nam Phi, thưa quý vị, họ ngưng không có cho ra vaccine AstraZeneca nữa. COVID biến thể, thưa quý vị, rất là lạ lùng. Nó tự biến hóa để nó chống lại vaccine. Nếu mà nó chống được thành công ở đây đó, thì nay mai nó có thể chống thành công ở các nơi khác. Mà nó chống thành công ở các nơi khác á, thì coi chừng vaccine bây giờ đang có đó là không có hữu hiệu nữa. Đó là bản tin, thưa quý vị. Vì chính vì vậy cho nên là cái giá thị trường chứng khoán của AstraZeneca nó bị xuống, thưa quý vị. Nhiều nước ở Liên Âu đó đã nhận thêm một số triệu vaccine của AstraZeneca, nhưng cảm thấy rất e ngại khi những cái bản tin này đưa ra. Không biết rồi có hiệu quả được hay không nếu mà mình thử. Bây giờ đó là họ lại xem thử rằng là Pfizer hoặc Moderna hoặc là những cái vaccine mới như là Johnson & Johnson có hiệu quả lên trên biến thể ở Nam Phi hay không. Thưa quý vị, như tôi có làm một clip về vaccine Johnson & Johnson. Vaccine Johnson & Johnson, thưa quý vị, họ thử ở dưới Phi Châu rồi. Và họ thử là chỉ có một liều thôi. Chỉ có một liều một thôi, chứ không có hai liều giống như là Moderna hay Pfizer. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng thứ hai nữa đó là Johnson & Johnson không có phải để ở trong tủ lạnh giống như là Pfizer là phải âm 70 độ F. Hoặc là Moderna là phải trừ 4 độ F đâu đó. Riêng Johnson & Johnson thì coi như để trong tủ lạnh thường, chích một lần một thôi. Nên bây giờ đó là nhiều người, nhiều quốc gia nhắm mua Johnson & Johnson. Trong đó có cả Nam Phi. Johnson & Johnson chưa có được FDA, tức là cơ quan Federal Drug and Emergency của Mỹ chấp thuận. Ngay bây giờ thì chưa, tại vì họ mới nộp phụ thuộc, thưa quý vị. Dự trù là cuối tháng này hoặc đầu tháng tới là họ sẽ được chấp nhận. Mà họ được chấp nhận thì bây giờ đã công ty Johnson & Johnson cho biết rằng là đơn đặt hàng rất là nhiều, sợ sản xuất không kịp. Bây giờ đó người ta sợ những cái biến thể của Nam Phi nè, biến thể của Brazil có thể là vượt qua luôn cả vaccine của AstraZeneca rồi, có thể là vượt qua luôn cả vaccine Pfizer, có thể là vượt qua luôn cả vaccine Moderna, nên là những vaccine về sau là phải nghiên cứu thêm về vấn đề này, phải nghiên cứu thêm về biến thể của Nam Phi, thưa quý vị, và của Brazil. Rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh, mà lại nó, giờ nó thông minh quá. Con COVID nó thông minh lắm. Nó thấy là nó thấy là nhiệt nó thì nó buông
để nó mọc ra cái gai khác. Nó buông đầu gai này, nó mọc ra cái đầu gai khác. Thế là coi như là nó thoát thân, thì nó xâm nhập vô cái hệ miễn dịch của con người. Đó là tin mà ở dưới Nam Phi họ đưa ra, đó là bây giờ đó là họ đã thử mấy ngàn người thì họ thấy rằng là cái sự hiệu quả của vaccine AstraZeneca không có, mà rất nguy hiểm, nên bây giờ họ ngưng không có chích vaccine AstraZeneca nữa. Vì nếu mà chích ra đó mà nó thấy rằng nó vượt qua được rồi, nó nay mai nó còn trong cơ thể của con COVID đó, nó có làm những cái gì đó để nó biến thể thêm, nó không những nó vượt được cái vaccine rồi, nó có thể là nó coi thường hết. Nên là phải đừng để cho nó chai. Nó mà chai rồi đó thì rất là nguy hiểm. Hiện giờ AstraZeneca, thưa quý vị, vẫn có thể chữa được những cái lúc mà sốt nặng hay là khó thở nặng một chút xíu. Khó thở họ chữa được một chỗ. Nhưng mà nếu gọi là để mà miễn dịch thì coi như là AstraZeneca không chịu thấu được con biến thể ở dưới Nam Phi. Điều này đó nó làm cho nước Mỹ cũng có những cái sự lo âu, là vì họ nói rằng là cái biến thể ở Anh có xâm nhập vào Mỹ nhiều nhưng mà không có lo ngại, vì Moderna và Pfizer và luôn cả AstraZeneca có thể trị được. Nhưng mà còn ở dưới Nam Phi thì có hai ca ở South Carolina, thì họ e ngại là cái con này nó có thể bùng phát. Hai ca này nó không có liên quan gì đến những người mà đi qua dưới Nam Phi cả, thưa quý vị. Vì hai ca này tự con COVID nó biến thể, nó gần giống như là ở Nam Phi nó biến thể ra vậy. Nó biến thể ra vậy. Cái con COVID này nó còn kinh hoàng, con COVID biến thể nó còn kinh hoàng hơn cái con COVID cũ ở ngay cả biến thể nước Anh, thưa quý vị. Nó xâm nhập vô cái hệ miễn dịch con người, nó nằm ngủ ở trong đó. Trong cái lúc mà gọi là nó chưa có phát ra ngoài mà nó có thể nó nhiễm lây cho người khác rồi. Mà nó nằm ở trong đó không phải là 14 ngày, có thể là 21 ngày, còn có thể lâu hơn nữa. Các khoa học gia cho biết như vậy. Là nó chui vô được rồi, nó nằm ở trong đó, nó cứ chơi gì từ từ nó gặm nhấm chơi đó. Nó nhậm nhắm cái cơ thể con người, khi mà nó phát ra rồi đó thì là có thể là tới 21 ngày sau mới có. Tới 28 ngày nữa. Nó lâu lắm. Cho nên cái thời hạn mà nếu mà sau này bị cách ly nó rất là lâu với cái con biến thể ở dưới Nam Phi, thưa quý vị. Đó là cái tình hình mà cái con COVID ở dưới Nam Phi nó khôn như vậy đó. Nó vượt qua được cái bức tường của AstraZeneca. Nó nằm vô trong con người, nó nằm rất lâu nó mới phát. Mà nếu mà nó phát á, trước khi nó phát á, nó nằm ở trong nhưng mà nó lại nó có cho lây lan rất nhanh đó. Thực là kinh hoàng cái con COVID biến thể này ở dưới Nam Phi. Thưa quý vị, đó là Julio de Oliveira là người giám đốc điều hành Network for Genomic Surveillance, là có người mà là gọi là điều hành về vấn đề mà điện toán xem cái biến thể ở dưới South Africa, ở dưới Nam Phi đó. Ông cho báo Financial Times biết rằng là đây là một cái tình trạng nó cảnh báo để mà nói rằng là con virus nó đang gọi là tự biến hóa rất nhanh, thì thế giới cần phải có những biện pháp nhanh chóng hơn nữa để chặn con virus này. Khiếp khủng không, thưa quý vị? Thế rồi bây giờ đó là theo tờ báo Financial Times, tất cả các cơ quan y tế của thế giới lập tức là tìm cách là họ không có dám là sử dụng AstraZeneca ngay, mà từ từ để xem thử các cái vaccine khác có thể chặn nó được hay không. Họ hy vọng là các vaccine khác có thể giúp trị được nó, nhưng mà quan trọng nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thưa quý vị. Họ nói rằng là phải là có những cái lockdown, tức là khóa lại, khoanh vùng đó, như Việt Nam á. Thì
mới có thể làm giảm bớt sự lây lan. Đúng vậy, cứ mà tiếp xúc thì lây lan lẹ lắm, nên là phải khoanh vùng, không khoanh vùng là không có được. Nào, thế thì trước cái tình hình mà gọi là AstraZeneca được nhắm tới nói rằng là không có hiệu quả đó, thì bà Sarah Gilbert, người nghiên cứu của AstraZeneca ở Đại học Oxford, đã nói với BBC rằng là cái việc mà bây giờ đó họ sẽ làm thêm một cái chap, tức là họ cải tiến con AstraZeneca lên, cái vaccine đó lên, họ cải tiến thì hy vọng là nó có thể nó chặn được con biến thể của ở Nam Phi. Tức là bây giờ đó là họ cũng phải cải tiến thưa quý vị, họ không cải tiến cũng không được. Bây giờ đó là con Covid nó tự cải tiến thì những vaccine đã ra rồi đó cũng phải cải tiến để chạy chống lại nó, chống lại cái sự biến thể của nó. Vaccine cũng phải biến thể để chống lại cái sự biến thể mới được. Thưa quý vị, đúng như vậy. Đó là tình hình về biến thể Nam Phi đã vượt được bức tường của AstraZeneca. Nó không còn có hiệu quả bao nhiêu nữa hết. Và làm cho cả thế giới lo âu và luôn cả công ty chế tạo ra vaccine AstraZeneca cũng đang rất lo âu. Họ phải cải tiến lại vaccine của họ để trị con COVID này. Tôi xin thông báo đến quý vị thông tin như vậy và góc nhìn của tôi. Nó rất là thông minh thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.